Dạ vâng, xin chào tất cả các bạn. Tiếp tục trong cái buổi ngày hôm nay thì mình lại có một video nữa muốn chia sẻ với các bạn. Thì như các bạn nhìn thấy ở đây, trên cái màn hình máy tính của mình thì nó chính là bốn cái chiếc loa của tivi. Thì đây cũng là sản phẩm mà mình đã kiếm được sau khi đi làm về, thì có đi ra hóng hớt ở ngoài tiệm ve chai thì thấy có hai cái tivi hỏng. Thì mình có ngỏ ý là muốn xin lấy hai cặp loa. Đây chính là cái cặp loa của tivi thịt chó luộc TCR. Còn đây là chính là hai cặp loa của tivi Sony. Thì với cái ý định của mình là khi đã nhìn thấy hai cái tivi hỏng là mình đã có lên ý tưởng là sẽ chế thành một cái loa, bộ loa chét. Mình sẽ đóng vào cái thùng bằng thùng cắt tông, mình sẽ gập thành hộp và sẽ để làm một thành một loa chét. Thì tuy nhiên thì cái phụ kiện để cho làm loa chét thì nếu như để mua phân tần thì nó cũng được, tuy nhiên thì mình sẽ tự chế cháo. Ở đây thì mình nhớ ra là trước đây thì mình cũng đã chế một lần loa chét, thì mình vẫn còn hai cái phụ kiện, đó chính là một cái cuộn cảm và một cái tụ không phân cực. Con tụ này là đây, như bạn nhìn thấy là con tụ này là mẹ mẹ anh hơi mệt một tí để mình đọc nhá. Con tụ này nó là 100V 2.2 mi 2.2 upfara và 100V. Còn đây chính là mình dùng cuộn cảm. Thì để mình còn thiếu, tại vì nếu như bình thường mà mình sử dụng một cái kích nhỏ thì sẽ không cần phải dùng đến nhiều những cái bộ phận này làm gì, hoặc là đơn giản thì cũng có thể là sử dụng một cái con tụ không phân cực này thì để chúng ta cũng có thể làm loa chép được rồi. Tuy nhiên thì mình sẽ đấu nối vào với âm ly, cho nên là mình sẽ cần một con điện trở của trong cái mạch âm ly. Thì, mạch đó thì mình có rất nhiều, mình sưu tầm rất nhiều, thì ngày mai mình sẽ gỡ ra thêm một cái con điện trở nữa và đấu nối tiếp với cái con hai con tụ này với lại một con cuộn cảm này. Thì mình sẽ làm một thành cái loa chép, một cái khung gồm bốn cái loa này. Thì bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem là những cái loa này còn sống hay không. Thì mình sẽ lấy một quả pin tiểu. Đấy, một cái loa này còn sống. Tiếp tục mình sẽ thử cái loa tiếp theo. Loa này vẫn còn sống nhé. Và tiếp tục. Loa này vẫn còn sống. Vì ở mua ngoài cửa hàng xin cửa hàng ve chai mình vẫn không thử được, vì mình không có đem theo pin các bạn. Đó, loa này vẫn còn sống. Hai cái cặp loa lớn này nó chính là Editor. Con này có khoảng 4 ohm được các bạn nhé. Nhìn to này nhưng mà nó chỉ 4 ohm thôi. Con này thì có tận 8 ohm cơ. 5W. Con này hiệu trở của nó lại lớn hơn con kia đến gấp đôi. Từ thì nó là sẽ là bằng nhau thôi. Mình nghĩ là khi mà chúng ta sẽ chế những cái loa chép mà bằng cái loa tivi này cũng khá là hay. Các bạn có thể tận dụng. Mình nghĩ là nếu như đối với những cái loại loa chép mà loại rẻ tiền bây giờ thì nó sẽ không thể bằng cái loa tivi được đâu các bạn ạ. Thực ra thì nếu như bây giờ thường là sử dụng cái tivi màn hình thông minh thì nó sẽ rất là ít những cái loại loa như này, vì những cái loại loa như này thì nó chỉ dùng cho cái tivi màn hình lồi thôi. Thì trong buổi ngày mai thì mình sẽ tiến hành kiếm thêm một con điện trở nữa và sẽ làm một cái thùng cắt tông để lắp ráp thành một bộ hoàn chỉnh một cái loa, bộ loa chép gồm bốn loa. Một loa là 4 ohm, là hai loa to này và hai loa bé này là 8 ohm. Thì mình sẽ đấu nối với cả tụ không phân cực và một cuộn cảm với một con điện trở để tránh cái việc cháy loa.
Rồi thì video của mình chia sẻ của đây là hết. Nếu các bạn hãy nhớ là xem video của mình vào buổi ngày mai sau khi mình đã hoàn thành xong một cái bộ loa chép như thế này nhé. Rồi video của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video lần sau.